xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là chiếc Noa Ray, cấu hình là hàng lắp ráp theo tiêu chuẩn hàng đầu tại Việt Nam. Em tự tin dám nhấn mạnh là hàng tiêu chuẩn do bên em lắp ráp, có thể được coi như là hàng đầu tại Việt Nam, với cái cấu hình là củ bát neo và tép thường, với mức giá trên một đôi là vào 8.9 triệu. Nếu như các bác lấy từ ba đôi ít nhất là ba đôi thì là vào 24 triệu, được chưa? Ba đôi là 24 triệu. Đây là thùng Noa Ray bát 30, đến từ thương hiệu NS Nen Anh Audio. Địa chỉ công ty rõ ràng, không làm sang tận công ty ông quay bóc phốt cho các bác, được chưa? Đấy. Như hiện tại cấu hình này em lắp lên thì sử dụng củ noa này BM đẩy 750. Cái loại này thì có loại đít xanh, có loại đít đen. Đấy, nói đít nó mất dạy quá nhỉ, mất vệ sinh. Còn đây cái phần lưới của nó. Vỏ thùng này hiện tại bên em cũng có bán rời nhá. Nếu như các bác nào thích cái mẫu vỏ thùng này thì liên hệ trực tiếp với em. Thông số thì em tiện đây em đo luôn cho các bác xem cái nhá. Chứ không nhiều các bác hỏi em ơi đo đi xem như nào. Đây, từ mặt trước ra mặt sau là 46 cm hết cỡ này, 18 inch này. Đấy. Chiều cao nhất cỡ, cao hết cỡ là vào 36, cao đằng sau là vào có 27. Đấy. Và cái chiều đo rồi nhỉ? Chiều ngang. Chiều ngang là vào 64 cm. Đấy. Đây là cái thông số cơ bản nhá. Đấy. Và đây cái họng kèn của nó đây. Đây cái họng kèn Noa Ray của nó đây. Bây giờ sẽ sang cái phần bên cạnh đây. Đây là linh phụ kiện về là nó rời rung rỗng này. Về các bác nào đấy thì em sẽ lắp lên. Hiện tại là nếu như các bác lấy vỏ, 3 cặp vỏ thì là vào 3 cặp là 12 triệu bao ship. Được chưa? Em không báo lẻ một cặp. Lấy 3 cặp là 12 triệu. Ít hơn thì nó sẽ đắt hơn. Đây là chất âm thanh của nó ra. Đêm rồi em không bận to lắm. Bây giờ là hiện tại thì em bấm điện thoại cho các bác xem nha. 0 giờ 25 phút được chưa? Sâu hình trong cái điện thoại trông đẹp thế nhỉ? Đấy. Đây là cái thùng của nó, bên trong là phân tần. Phân tần thì em cũng nói luôn các bác là tất cả loa do bên em lắp ráp, lắp theo yêu cầu của các bác, đều theo tiêu chuẩn do bên em đề ra. Tiêu chuẩn bên em đề ra là cơ bản là đắp tiến phải đẹp đã, còn các cái khác tính xong. Đấy. Đây là cấu hình là bát neo côn 76, tép neo côn không biết là 76 hay 72. Được chưa? Chưa có thước đo. Đây là cái phân tần của nó. Phân tần này em đang dùng tụ cản tép đã 3.3. Đấy. Đây, hết 3.3 thì là đang câu thêm một con 1.0 vào. Ria con 2.2 thì là thành 3.2. Đấy, được chưa? Mạch này đang hoạt động nhá. Cắt tép này. Cắt bát này. Đấy, đóng tép này. Đóng bát này. Ở bên em làm thì nó như này. Nên các bác cứ chơi nhiệt tình vào. Thì ngay sau đây là cái thông số đắp tiến của cái loa. Các bác đang nhìn đây. Đúng không ạ? Đó. Thông số đắp tiến của loa này thì đo theo mức như bên em đang làm đây thì là vào từ 88Hz đến cao nhất đây là vào 12.27kHz. Và các bác đừng quan trọng dòng pha ở trên này. Em nói thật, cái loa gióng một vòng pha, hai vòng pha, thậm chí 3 đến 5 vòng pha chuyện bình thường. Cái loa gióng nhá, chứ còn loa xịn nhá. Nó đẹp từ đắp tuyến, đẹp đến cả dòng pha. Đấy, nó mới gọi là loa, nhưng còn cái loại này nó vớ vẩn. Em nói nhanh, loa bên em đắp vẫn là vớ vẩn. Em đố cái ông A dây nào trên thị trường bây giờ, ông A dây nào gọi là hàng thanh gióng tại Việt Nam. Không cần biết là các bác lắp cấu hình như nào. Bây giờ em chỉ cần đố ông nào gọi là nào cái gọi là nắn cái đắp tuyến từ 1kHz đến 10kHz mà nó cộng trừ nó ít như này. Em đang dùng Smart V7. Đấy, bản này là không tốn tiền. Đang để 1/6 OK, bây giờ mở lên 1/12 OK các bác nhìn này. Thấy chưa? Đây nhá. Này để 1/6 nhá cho các bác dễ nhìn này. Đấy. Em đố cái loa nào của các bác trên thị trường đo từ 1kHz đến 10kHz nó gọi là nó đấy thế thôi. Đấy, còn đoạn dưới kia từ đây. Từ cái đoạn này
tầm 500 kHz đổ về, 500 Hz về. Nó như này là chuyện bình thường, không tránh được. Nhưng khi các bác kết hợp lên một hệ thống dàn á dây gồm từ 2, 3, 4, 5 đến 8 tay dây trên một vế thì cái đáp tiếng của này nó khác hoàn toàn. Không phải cái đoạn này nó hụt đi đâu mà nó cộng lên nhiều lắm, xong nó còn đoạn tép nó cũng nhìn lên tí tí nữa thôi. Đấy. Nói chung là đây là đo một chiếc, đo trong không gian là phòng, đánh loa là ngửa lên trên trời bắn máy bay. Đấy, bắn pháo hoa. Đấy, tức là loa nó đánh dựng ngược lên này này. Đấy. Thì nó như này. Còn khi mà ra ngoài trời nó lại khác hoàn toàn, được chưa? Đấy. Thì bên em nói thẳng nhá, bên em là giống loa làm theo yêu cầu anh em đám cưới. Bây giờ có bác canh bảo là chú dựng cho anh ba đôi a dây hàng gióng thôi, chứ anh giờ anh không có tiền anh chơi hàng bãi. Đến cuối năm mà có tiền thì chú bán cho anh bộ này, anh lại lấy hàng bãi của chú. Đấy, các bác cũng chịu chơi đấy nhỉ. Đấy. Thì hiện tại em đang bán với ba cặp dây này với mức giá là 24 triệu, giá tại cửa hàng. Còn nếu như mà các bác gióng ít nhất một cặp hoặc hai cặp, giá nó sẽ khác. Một cặp nhá, ví dụ một cặp là 9 triệu, em nói nhanh đấy, 9 triệu, làm thì làm không làm thì thôi đấy. Nếu còn 2, 3, 4 cặp thì ví dụ ba cặp đi, ba cặp này em sẽ có quà tặng cho các bác. Quà tặng là cái gì thì còn lâu em mới nói đấy, được chưa? Đấy, nên là các bác nào cứ ý kiến đi nhá. Bên em làm theo tiêu chuẩn thì em sẽ mở cái thông số mà em làm như này. Đây là NF này, tức là nó bát này. Xong đây là HF là nó tép này. Đấy, nó cắt nhau điểm nào? Cắt nhau điểm này. Đấy. 2.32 kHz, đỉnh điểm hai điểm giao thoa dòng dập nhau. Đấy. Được chưa? Riêng cái điểm này làm nên nha, em mới thật nói thành ra dìm hàng anh em cùng làm. Riêng tất cả gọi là anh em miền Bắc này thôi, gọi là làm được cái vân tần của cái loa dây mà nó gọi là cơ bản nó đẹp như này, em đã đánh đố rồi. Mà cấu hình đây là cấu hình nộ thiên rồi, quay cho các bác xem từ đầu đến đuôi rồi, cả bát cả chung cả bát cả tép và thùng rồi, các cái vân tần rồi. Nói chung em chia sẻ bằng sạch, em không giấu cái gì cả. Đây, vân tần đây, đóng tụ 3.3, hết tụ 3.3 thì đóng tụ 2.2, tụ zin với một con tụ 1mm thì là 3.2, nó chỉ nhạch nhau một tí thôi. Thì mà em đo lên nó còn không hiển thị được. Đo lên cùng cái bảng mạch này, rất tụ ra nó cũng tụ cái vào. Mà đo lên nó còn không hiển thị được, nó phải mở đi một phần 48 nó mới lên, gọi là lệch nhau cái tí tí này thôi. Đấy. Lệch nhau cái tí tí, không biết là sai số tụ nó nhiều hay ít như nào hay ăn may. Đấy, lệch nhau cái tí tí thôi, nhưng bình thường là lệch nhau cũng 0.1mm thì đã khác hơi bị nhiều tiền rồi. Đấy, với những cái dòng loa cao cấp còn như hàng đây, hàng thanh gióng thì nó như này thôi nè. Gọi là ok rồi đúng không? Đấy, thì đây, thông số đây nhá. Đo đáp tuyến đây nhá. Công suất đỉnh điểm của con này thì như thế nào? Thì bây giờ em sẽ nói luôn. Cột loa tép tối đa là vào 120W. Đấy. Tép con này là côn dây đồng nên là tiếng xì nó không có mấy, thứ hai nữa là cái họng kèn của nó không được xịn. Nên là cái giải từ 13 đến 14 kHz trở đi là bị cắt hụt hết, xuống dốc không quay. Và đây củ bát của nó là QP12-030. Hiện tại là bát là hết rồi. Bát là có 4 đôi. Nhưng mà bây giờ các bác nào đặt mà làm phân tần nó giống như gọi là cấu hình như này thôi thì em còn làm được. Còn cấu hình mà cao cấp hơn thì em cũng phải nắn. Nắn này cũng hơi khổ đấy nhá. Đây này em mua về, gọi là mua ngẫu nhiên về mà nắp lên làm chỉ một tí thôi là nó được cái phân tần này rồi. Còn không hiểu là các anh em trình độ như nào. Giống cái loại phân tần 1 triệu, 2 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 2 triệu vào. Em chả biết cái loại phân tần của các bác khủng nào. Cứ đóng vào đo RTA lên, nó xịn thì là nó xịn, còn nó không xịn cái phân tần lên giờ cũng không hay được. Bên em nói luôn, bát đây, tất cả loa bên em lắp ráp thì đều theo một cái tiêu chuẩn. Đấy. Đây là cái thùng của nó đây, thùng bên trong nó như này. Ốc ác đây là để bừa đây nhá. Đấy. Ví dụ như cái đôi 715 này, bên em gióng lên nó cũng theo tiêu chuẩn. Đấy. Nào nó cũng phải cơ bản, nó phải theo một cái tiêu chuẩn nhất định. Chứ không phải là gọi là làm nên là nắp theo gọi là cấu hình các bác thích nắp loại nào nắp đấy. Em nói thẳng luôn, các bác nắp như thế các bác sang cửa hàng khác các bác mua. Bên em làm hàng nó theo tiêu chuẩn chứ không phải là làm theo yêu cầu của các bác. Các bác yêu cầu một phần thôi, nhưng bán hàng cho các bác để các bác nghe được cái chất lượng âm thanh do hàng bên em nắp và mấy hàng của các bên anh em đại lý cửa hàng khác nắp nó là khác nhau hơi bị nhiều. Em nhấn mạnh thế. Video này nhiều các bác sẽ thích và nhiều anh em sẽ ghét, nói trước cho các bác biết. Nên là các bác nào có thích thì đến cửa hàng của em, địa chỉ cửa hàng này xóm 1 thôn Bình Hồ, xã Quảng Nẵng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Đấy.
bên em lắp đặt theo yêu cầu nha, đây là theo yêu cầu của anh em đám cưới chứ không phải anh em gióng đi xong rồi em bán gọi thế này thế kia, đây là lắp theo yêu cầu đấy. Yêu cầu của anh em là thôi chú biết nghề chú hộ anh cái, em nói thật những cái hàng gióng này em không làm mới đâu, ít lắm, gọi là hàng bãi thì các bác qua kênh Âm Thanh Quỳnh Nghiêu chuyên những hàng cao cấp, hàng gọi hàng sự kiện ngoài trời cao cấp, hàng bãi đấy. Còn hàng gióng mới các bác cứ đến cửa hàng em phụ kiện âm thanh thì nó bộ đấy. Cặp chung một chủ đó là ông Văn Đọc, à thằng Văn Đọc quên, ông nghe ông nó có vẻ sang trọng quá nhỉ. Con này thì côn dây đồng, bát tép côn dây đồng được chưa, màng không chống nước, thùng là gỗ dán chống nước đấy. Như này thôi, đồ của em đẹp con này thôi, các bác cứ chê đi, cứ chê nhiệt tình vào, chê xong mua là bình thường đấy. Thì sau khi mà lắp hoàn chỉnh lên thì nó sẽ được hình thức nó như thế này đấy. Quay này hơi ngược sáng tí, em sẽ quay sang cái loa này đây nhá. Thì lắp ráp lên hoàn chỉnh này nó sẽ như này, đây là một chiếc đấy, ok một chiếc nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy 3 đôi là vào 24 triệu, có quà tặng cho các bác, quà tặng là cái gì thì các bác cứ đến tận nơi đặt hàng, đặt trước cho em ít nhất là 1 nửa tiền rồi em sẽ làm cho. Các bác ở xa các bác đặt trước cho em, anh đặt của chú là 12 triệu, chú làm cho anh 3 đôi, sau đó này em gửi xe hoặc gửi bưu điện hoặc gửi kiểu gì đó các bác nhận được hàng, các bác kiểm tra ừ đúng a dây của anh đặt đây rồi, đấy, các bác cắm loa vào đấy, đấy đánh thử ừ đúng rồi em ơi nghe tiếng hay lắm thế này thế kia, ừ em ơi không được nghe tiếng bình thường lắm, tại sao bình thường chưa qua vang đấy ví dụ thế, sau này các bác a ừ rồi kêu rồi thế bây giờ anh thanh toán qua nhà xe hay anh thanh toán qua gì đấy, thanh toán nhà xe thì người ta không chờ cho các bác cắm thử đâu, thanh toán qua bưu điện đấy thì là có thử thoải mái, nhà xe nhận hàng mang về thử sau đấy. Ví dụ thế em nói luôn nhá, những cái hàng này hàng đặt trước tiền thì em mới làm chứ em không có làm sẵn đâu, nhà cửa chật chội lắm. Để các bác nhìn này, đây đứng trong đây quay cho các bác xem này, đây đứng hết tường này, đây là vỏ xúc ép 728 đã có khách đặt, Dimex PS 15 hai đôi đã có khách đặt đấy. Vỏ Nexo hầm 50 có khách đặt bom đấy, đặt bom đặt nhưng mà không cho địa chỉ, cố của hoành tráng luôn. Và đây là vỏ dây này là của anh em thợ người ta đặt thợ đám cưới 715 có bác khách đặt bom, đặt bom thôi chờ nổ, bao giờ nổ tài khoản thì gửi hàng, khách quen mà đấy. Em đau đầu lắm rồi. Đấy nha, để các bác nào có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp. Ok, video giới thiệu các sản phẩm trang thiết bị âm thanh đến đây là kết thúc. Hẹn các bác trong một clip quay ban ngày, quay ban đêm mang tiếng quá. Nói chung là vừa nắp lên quay lên cho nó có cảm xúc với có động lực thôi, chứ còn nắng nghĩa là cái này phải quay ban ngày. Đấy, quay ban ngày thì bê loa ra ngoài trời đánh thử, test thử nó mới rực rỡ được. Thì em sẽ hẹn các bác trong một clip test hệ thống na ray này ngoài trời để các bác cùng săn đón và tìm mua những sản phẩm trang thiết bị âm thanh do bên cửa hàng em cung cấp hoặc là do bên cửa hàng khác cung cấp nhưng lại nhờ bên em tư vấn phối ghép. Đấy. Chỉ mong thế thôi, được phục vụ các bác là một niềm vinh hạnh đối với cửa hàng bên em. Đấy. Mọi thắc mắc cũng như chi tiết thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại là 0983216715 hoặc đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại xóm 1 thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Và đầu xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể các bác rất nhiều. Hẹn các bác trong một clip lần sau, có gì hay em tiếp tục lại quay và review toàn thể các bác. Đây là những đơn của các bác khách đặt hàng. Nẻ nóng thế nào đấy, làm cho nợ cơ mà. Anh em quen biết là làm cho nợ, nợ nhưng mà nợ ngắn hạn rồi nợ dài hạn thì em ra ngân hàng ngồi suốt ngày mệt lắm. Giờ đấy toàn bị các chị hỏi em ơi dạo này khỏe không, em yếu lắm. Em yếu lắm. Ok các bác nha, kính chào tất cả các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.